Các bạn có thể chương trình căn nhà, cảm ơn quý vị. Mới đến chương trình căn nhà hôm nay, xin mời quý vị chúng ta thưởng thức bài tiếng hát của anh Ngọc Sơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có ca sĩ Ngọc Sơn 1, nhưng ở đây có ca sĩ Ngọc Sơn 2. Cần kể đến quý vị có một sáng tác cũng của ca sĩ Ngọc Sơn luôn, bài hát có tên Anh Đồng Đồ Loạn. Mời quý vị cùng thưởng thức. We'll be right back.
phút tiếp theo của tôi, tình yêu của tôi.